Chưa ông học lớp mấy không đã? Lớp 12 rồi. Lớp 12 luôn ấy. Bây giờ ông học nữa ông biết không? Hay. Rồi mấy mấy tháng rồi chưa nào ông? Mấy tháng? Mấy tháng? Bấm vô hả? Đăng ký đúng không? Đăng ký xem không? Ừ. Ông quy ông thuộc bản của chưa không? Chưa. Ông đọc cái ông đọc luôn đã. Ông đọc có thuộc không? Ông nói láo chứ ông thuộc mà. Đọc ơi. Đọc đi. Đọc ngay. Đọc đi. Đọc của chưa xấu á. Ông không thuộc, ông nói láo chứ thuộc đầu thuộc. Ông nói láo. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại bố đang có mặt tại thôn Bình Thành, xã Sơn Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Hôm nay trên đường đi vơ vơ thì bố cũng có gặp một người anh nha, anh Đà nha cả nhà. Cũng mắc bệnh nha, cũng đi lang thang trong cái xã của mình nha. Gặp ai cho thứ gì thì anh cứ nói nha cả nhà. Hôm nay thì bố sẽ mời anh Đà vào quán ăn cháo nha, ăn cháo vịt nha. Bộ chỉ quay lại, bộ sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip nha. Thôi. Hey. Anh tôi nói rằng. Hey. Ông nhiêu tuổi đâu? 43 tuổi. 43 tuổi. Ông ăn vậy bao giờ đâu? Ăn vậy trâu được đâu? Ăn dây trâu được rồi. Hồi nãy dâu đi đâu mà tôi tìm ông thấy mà. Hồi nãy dâu đi đâu vậy? Đâu? Hả? Ông hút nem ngón nem điếu mà. Nha. Nem ba điếu thuốc chưa cả nhà, bảy ba điếu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Là một ba điếu luôn nhá. Một ba điếu luôn nhá. Đủ lòng thằng đà lòng thằng luôn. Có tạm ra rồi, dùng người chỉ chỉ rồi lên đó. Có tạm ra rồi. Đó, bà bấm đủ lòng thằng vô, bà bấm hú vô đỏ này. Đủ nó đồng ý là có tạm. Bấm vô, bà bút bấm đủ lòng thằng. Bình dân bút vô, bà bút chi? Hả? Ai đang bà bút rồi mà. Hey, no không? Không. Nấu cơm đi. Ông hai tô. Hey, không có mà bên trắng nhâm nấu mà. Buổi trưa ông học lớp mấy ông đạt? Lớp 12 luôn ấy. Mà giao không học nữa không biết không? Hay. Rồi mấy tháng rồi chưa nào không? Mấy tháng? Mấy tháng? Bấm vô hả? Đăng ký đúng không? Đăng ký xong không? Ừ. Ông quy ông thuộc bản của chưa không? Thuộc. Ông đọc cái ông đọc của ông đạt. Ông đọc của thuộc không? Ông nói láo chứ ông thuộc đâu mà. Đọc vào trong ngay nữa. Đọc đi. Đọc ngay. Đọc đi. Đọc của chú xấu á. Ông không thuộc, ông nói láo chứ thuộc đâu. Sao không hút thuốc đâu, kéo thuốc đi. Kéo đi cho nó màu tơ tàn cái nào. Ba điếu một lượt cái nào. Ờ nó đeo bụng uống đeo bụng. Uống đeo bụng uống được. Uống đeo bụng. Chú, tôi kẹt lắm không? Ở qua kia ăn cơm đi. Qua kia ăn cơm đi. Nha. Cô gì ông Đạt? Anh ơi. Tự nhiên đi. Ngon không? Cơm ngon không? Ngon. Ngon không? Đạt. Cơm ngon ấy. Rất ngon lành nha cả nhà. Từng tôi lúc nào cũng hai ba gói thuốc nha. Đây lúc nào cũng bập thuốc. Ông lớn tuổi nha cả nhà. Đã bữa nay em đi lớn tuổi rồi. Siêu học rất là giỏi nha cả nhà. Siêu học rất là giỏi luôn. Quá suy nghĩ nha. Suy nghĩ quá bị bệnh cho nên đi cũng 4 năm năm nay cũng đi rong rong nha cả nhà. Nhà thì ở gần đây, cũng địa bàn cũng xã Xuân Bình, thị xã Châu Cầu, tỉnh Phú Yên. Có thu nhiều nhà không Đạt? Thu nhiều nhà không? Có thu nhiều nhà không?
Có gì nhà anh? Ông anh ở chợ miết mà không có gì nhà ông đâu mà. Bưng em đã, bưng lên. Bưng em, đó, bưng nha. Bưng em nhà mèo. Quen đà chứ nào. Ăn cô cháu ăn đó nhiêu đó nữa no không? No không? No giống no ăn cô cháu ăn đây nữa no. Kêu thuốc đi, kêu thuốc đi chứ. Gì quỷ là quỷ giống ông. No à, no chứ no không? Chưa nói, chưa ấy. Nước ấy. Tao ngủ đâu nè, tao ngủ đâu, ngủ trời, ở trời.
hết rồi, hết rồi. Hết luôn, hết luôn, hết luôn. Đâu, tả cái ca nấu xuống, tả ca nấu chưa? Tả muỗng nấu chưa? Dếm rượu. Hậu rồi nha. Vậy đâu nữa? Bây giờ đâu? Uống đuôi. Có lẽ bố sẽ kết thúc video tại đây. Bố chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Bye nha.